Kênh Bật Lửa xin kính chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay thứ ba, cũng như thường lệ thôi, vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần em sẽ ra một bài mới về những chiếc Zippo cho anh em nào muốn mua sử dụng hoặc là sưu tầm. Anh em mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Bấm nút vào chữ đỏ đỏ chữ đăng ký và bấm nút vào cái chuông luôn để mỗi khi em ra bài mấy anh em sẽ nhận được thông báo sớm nhất kịp thời với anh em. Còn anh em nào đã đăng ký kênh rồi hãy nhớ cho em được like hoặc được chia sẻ để tạo động lực cho em để ra nhiều bài mới. Hôm nay cũng như thông lệ thôi, thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì em sẽ lên những chiếc bồ, còn hai, thứ sáu em sẽ cố gắng ra những chiếc hộp quẹt quái nha, bài những chiếc hộp quẹt quái cho anh em sưu tầm. Rồi hôm nay là bài thứ 46A của em. Anh em giao lưu thể cho biết số bài và mã số máy trong bài, hãy chụp màn hình gửi qua Zalo. Số điện thoại của em thì để bên góc dưới màn hình, còn số bài và giá thì em sẽ để phần trên màn hình nha. Số điện thoại của em và Zalo luôn. Buổi chiều cũng chúc anh em có một buổi chiều nghỉ ngơi thật là thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân thôi. Rồi em sẽ vô bài luôn. Bài cây đầu tiên. Cây đầu tiên có bài 46A. Em lấy nét cái camera lại nha mấy anh. Rồi một cây về chủ đề World Cup. Em đem xin mãi vàng World Cup năm 2002 tổ chức tại Nhật và Hàn Quốc. Một cây mới, tình trạng mới, chưa qua sử dụng, lắc cây bạc. Tình trạng mới nha, chưa qua sử dụng, lắc cây bạc, được sản xuất vào năm 2001. Sự kiện Zippo nó ra trước một năm trước sự kiện. Cái này tình trạng mới nha. Rồi mới gồm 02 là một năm được sự cho phép nhà sản xuất. Này tháng 11 này, này tháng 1 này, lệch nhau 2 tháng thôi. Rồi cái này thì nó không còn bóc zin. Bóc zin của nó bị mất rồi. Người chủ cũ họ làm mất cái bóc zin, họ để cái bóc thường vô. Đây không phải là bóc zin của nó nha, đây là cái bóc thường thôi. Ủa. Đây cũng là bóc của nó luôn hay sao ấy? Nó còn cái tem mạc đây. À chính xác là bóc của nó hay sao ấy? Em cũng không biết, từ thường em thấy cái bóc của nó đẹp lắm. Nhưng mà cái bóc này thì nó còn miếng tem đây nè, chắc là bóc zin của nó. Em soi riêng em nha, đây là bóc zin của nó hay sao. Để nó hơi cứng tí, đây. Hơi cứng tí, cứng cái em lên. Và nó có cái này vô để vô luôn. Đấy. Em không biết là cái bóc này bóc zin hay không, tại vì em chưa khẳng định, nhưng mà phía sau này nãy em hàng này mới về em chưa xem, phía sau này nó còn cái tem này. Tem FIFA World Cup 2010 01, ở 2002 chứ, sorry nè. Cái này giao lưu với anh em là mã số 1, 1.650.000, 1.650.000 nha. Mã số 1, một cây World Cup. Tiếp theo mã số 2 là cây viên tạc đầu bằng đích bằng, không chặt gốc nha. Cây viên tạc này không chặt gốc là khá hiếm. Tình trạng cái này cũng là mới, lắc cây bạc, bạc lên nước lâu năm. Ở phía dưới này có khắc chủ đề Zippo, chủ đề Zippo nha, khá là màu đổi sơn. Cái này được sản xuất vào năm 1995. 95 15 mã nha, 15 mã, để em lấy nét cái cam lại. 15 mã nha mấy anh em, 15 mã. Tình trạng mới, chưa qua sử dụng, đây là đã lên bụi đá. Ôi trời, ruột là tới 2 năm luôn. Ruột là 2 năm. Rồi là 2 năm nha. Thôi bây giờ em để nguyên vậy, em bán cho anh em luôn chứ không bao giờ thay thế sửa chữa gì nữa, thay đổi gục luôn. Để nguyên nha. Rồi là 2 năm. Cái này giao lưu với anh em là 1 triệu nha, 1 triệu. 1 triệu còn hộp nha. Còn hộp, hộp zin của nó nha. Hộp giấy zin của nó, cái vinh tạc đây. Hộp giấy zin của nó. Nhưng mà nó bị cái hộp giấy này dễ gách lắm. Đây, nó đã bị gách này. Rồi giao lưu với anh em cây này 1 triệu. Trời ơi trời, sao lại tới 2 năm luôn, khó hiểu. Cái đó là cái mới luôn á. 1 triệu mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3 cũng là một cây tình trạng mới. Được mã Sapphire màu màu đồng. Tình trạng mới nha, do quá trình bảo quản nó có xước. Nó có xước thôi. Cái này là những dấu găng tay có xước. Có xước thôi. Cây này cũng được sản xuất năm 1993. Đây một cây tình trạng mới. Chưa thông đá. Gột mờ. Gột mờ giai đoạn nha. 8893. Tình trạng mới.
Rồi cái này giao lưu với anh em 870 thôi, giá rẻ còn hộp. Còn hộp đây. Còn hộp, hộp sinh của nó nha. Hộp những năm 93 tới giờ nó đã bị bắt cái dốc này. Rồi, 870. Tiếp theo là một cây timeline, một cây tình trạng mới chưa qua sử dụng. Một cây timeline còn hộp nha. Tình trạng mới chưa qua sử dụng, cái hộp của nó đây. Anh em xem cái hộp bằng nhôm. Nói giá trị cái hộp này không cũng đủ tiền anh em rồi. Đây cái hộp bằng nhôm, có khóa cài. Một cái vali. Một cái vali. Rồi, em giới thiệu sơ cái hộp thôi. Timeline, hộp zin. Cây này cũng là một cây tình trạng mới, được sản xuất vào năm 2003. Đồng hồ dạng chạy bình thường, hoạt động bình thường. Giờ này là 12 giờ nó... 12 giờ gần 2 phút rồi. Đây đồng hồ của em đeo 12 giờ chính xác. Mà coi cái đồng hồ bằng cái đồng hồ kia kìa, nó chuẩn. 12 giờ 2 phút rồi. Cây này tình trạng mới chưa qua sử dụng, cây này lắc cây bạc, cây này là bản limited nha, đồng hồ mặt vuông. Này là cũng khá hiếm nha, tình trạng khá hiếm. Ở trong nó chạy tia này kim xanh, nhưng mà ở bên đây có những vết xước nhẹ do quá trình bảo quản. Cái này giờ là không phải xước nữa. Dạng như bị coi như là bị chày á, chứ không phải xước, chày nhẹ thôi. Đây. Hai điểm này thôi. Ngoài ra thì ok, được sản xuất năm 2003, tình trạng mới. Ruột 203 chữ E. Chữ G. Anh em chắc cái này là do người ta đẩy cái đồng hồ ra nè, nó cọ vô hai mặt này nó xước thôi. Chứ không phải là do quá trình đâu đó, đẩy ra là nó xước. Rồi ruột 203 trùng. Rồi cái này giao lưu với anh em là 2.8 triệu nha. Mã số đó. À không phải xước đâu mấy anh em. Em phát hiện rồi. Trên đây nó còn cái bấn bọc. Cây này là tình trạng là mới luôn, không xước không gì luôn. Em nghĩ là trên đây nó còn miếng bọc này. Bây giờ nãy em cãi ra nó chóc miếng bọc bảo vệ á. Miếng nhựa bảo vệ đây này. Rồi cây này là đẹp hoàn toàn ok luôn, không bị gì. Em tự xước em bán 2.8 triệu. Lỡ lên 2.8 triệu phải bán anh em 2.8 triệu luôn. Nếu mà không xước cây này là 3 triệu mấy á. 3 triệu mấy. Nè. Hoàn toàn không xước gì hết. Do cái này cái bọc nãy em không em còn không nhìn ra nó là cái bọc luôn á. Cái bọc để bảo vệ. Rồi đỡ lên rồi 2.8 triệu. Do em tỉ là nó có hai vết xước này em bán 2.8 triệu. Nhưng mà thật sự chỉ ngày hôm nay thôi nha. Em bán 2.8 triệu, nhưng qua clip này là em không bán 2.8 triệu nữa. Rồi 2.8 triệu nha. Mã số 3. Qua clip này là em không bán 2.8 triệu nữa. Em sẽ lên 3 triệu, 3 triệu mốt á. Tại em nghĩ nó bị xước, nhưng mà không, thật sự nó không phải xước. Cái này bản limited nha, đồng hồ limited đàng hoàng. Đây hộp zin của nó limited. Limited mặt vuông này là nó không khắc limited. Rồi. Lỡ rồi. Rồi tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là cây Lupin. Cây này tình trạng mới, new full box, box zin của nó nha, Lupin 3. Cây này 1.6 triệu, mã số 5 nha, 1.6 triệu. Cây này được sản xuất vào năm 1996. 12 là mã mới, em không bóc tem nha. Cái này tem giấy này còn nè. Ở phía trong này là chỉ bụi đá thôi, anh em về lau sẽ sạch. Em bảo đảm cho anh em. Anh em về lau sẽ sạch. Không phải trong bong chóc chạy xước gì hết. Giá ngày xưa nó bán là 7.000 yên này. Này hàng xuất Nhật. 7.000 yên hiện tại bây giờ giá tương đương đó, ngày xưa là khoảng 1.4 triệu. Mà bây giờ em bán 1.6 triệu thôi. Cái này Lupin 3, khắc chủ đề Lupin 3. Số limited của nó khá đẹp. Đây, số limited của nó đây. Bạn giới hạn 3737. Số gánh đẹp luôn, cực kỳ. Rồi cái này giao lưu với anh em 1.6 triệu, mã số 5, sản xuất năm 1996, 12 là mã. Tiếp theo cũng là một cây new full box chrome HP, khắc ăn mòn chuyện vàng, hộp zin của nó đây. Cây này được sản xuất năm 1992, tình trạng mới, chưa qua sử dụng. Chrome HP, khắc chuyện vàng nha. Đây, 8 là mã. Mới em cũng không rút ruột, em xin phép nha. Không rút ruột, không gì hết, không kiểm tra luôn. Tại vì gần khi rút ra rút vô nó sẽ xước cho anh của anh em thôi. Nhưng mà bảo đảm với anh em là tình trạng một cây rất là đẹp. Mới. Rồi. Còn anh em nào muốn mua cây này, muốn coi ruột á, thì em sẽ rút ruột cho anh em xem qua Zalo nha. Còn trên clip em sẽ không xin phép không rút nha. Rút ra rút vô rồi nó chạy của anh em thôi. Rồi cây này giao lưu với anh em là 1.1 triệu nha. Mã số 6. Rồi hết cái vàng ở trên là vàng mới rồi. Để anh em sưu tầm mà mua về xài. Còn vàng dưới là vàng đã qua sử dụng hoặc có những cây mới. Rồi tiếp theo là những cây này để cho anh em trải nghiệm đây. Một cây chrome HP. Tình trạng có cắn dài điểm nhẹ nhẹ. Không đáng kể. Đây, cắn dài điểm nhẹ nhẹ không đáng kể.
nói chung là còn đẹp khoảng 95%. Đây cắn này, cây này sản xuất năm 1996, tình trạng qua sử dụng còn đẹp, âm cũng khá hay, âm trên trung bình, âm này khoảng chừng 6 điểm trên to. Bánh xe thì bán rồi, anh em yên tâm, tình trạng em đã qua vệ sinh rồi, gột do quá trình sử dụng do đó mờ, anh em không thấy, thấy cũng vẫn thấy 12 la mã nha, vẫn thấy 12 la mã 96. Rồi cái này giao lưu với anh em 750, mã số 7, mã số 7 750. Tiếp theo mã số 8, một cây thư. Cái này tình trạng không cắn mớp gì hết, cờ rơm phay xước hai mặt, có xước tơ. Đây, cái này em nghĩ là hình như chưa qua sử dụng luôn thì phải. Nói chung là đẹp, có cắn dăm dăm vài điểm, cái này đã qua sử dụng rồi, dăm vài điểm thôi, không đáng kể đâu. Đây, còn đẹp, âm hay, âm hay, cái này âm hay nha. Bánh xe thì bán. Rồi cũng là sản xuất năm 1996 luôn. Đây, 96, 2 la mã, 12 la mã 96, chữ chữ này chữ C, này chữ B. Rồi, cái này giao lưu với anh em 800 ngàn, mã số 8. Em về Cà Mau rồi mấy anh, xuồng ghe nó chạy nghe. Rồi mã số 9 là một cây Brazil, bản limited, bản giới hạn nha, số của nó là 0268. Số cũng tiến lên là khá đẹp, lộc phát, còn lớp keo dạng như giống cờ bờ rách thô với mấy anh, có cắn dăm dẻ dẻ vài điểm thôi, không đáng kể đâu. Cây này được sản xuất vào năm 2000, bờ rách thô, thường thường bờ rách thô là cục trắng, âm khá hay, tan tan á. Nói chung cây này âm từ 6 điểm trở lên, 6 điểm đến 6,5. Bánh bán, bánh bán. Rồi gột 2000, trùng chữ C và chữ A. Rồi gột trùng 5. Cái này giao lưu với anh em 850 cho một cây bờ rách riêng, 850, mã số 9. Tiếp theo mã số 10 là một cây sản xuất năm 1973, khắc ăn mòn đổ sơn. Chủ đề này em không gần, tình trạng cái này còn đẹp, còn đẹp nha, đẹp khoảng 97% nếu mà anh em khó tính. Nói chung là không có dích cứng gì hết, vấn đề ở đây là cốp nó hơi gơ, anh em nào muốn thay cốp em sẽ thay cho, còn không thôi để xin hãng. Đây là một cây 73 chữ U vuông, gốc không chặt gốc, bản lề không chặt gốc, tim bắt bột. Bánh xe thì bán rồi, đời này thì anh em xài bao đâm luôn, anh em xài là bao bao mòn tay luôn á, gột một mặt chữ trùng đời 7x. Rồi cái này giao lưu với anh em là 1,5 triệu, mã số 10. Tiếp theo là mã số 11, mã số 11 là cây sản xuất năm 1999. Cái này em nghĩ là chủ cũ họ design lên chứ không phải là khắc xin nha, họ khắc, họ tự khắc, họ design lên, có vết chày trên đây, ngoài ra thì đẹp, không cắn mớp gì. Ok, có vết cắn nhẹ đây thôi, không đáng kể. Rồi sản xuất năm 1999, 15 la mã, có vết cắn nãy em chỉ cho anh em đâu rồi, nhẹ thôi, đây như vậy à, không đáng kể đâu. Âm hay, âm trên âm điểm, âm thì khoảng chừng 6 điểm hơn. Bánh xe thì cực kỳ bán. Rồi gột 99, 15 la mã, thấy rõ 15 la mã, chữ L này, chữ G, gột còn đẹp. Cái gột này giống như cái gột này, gột mới lắm anh, gột này gột mới nha, chưa qua sử dụng này. Cây này dám và bảo đảm chưa qua sử dụng luôn, đúng rồi, cây này chưa qua sử dụng, tại vì không thấy đóng khói trong đây, em mở ra mới biết là cây này chưa qua sử dụng, như do quá trình người ta cầm người ta chơi á. Em cái gột này gột mới này, mấy anh em nhìn này, thấy không, đây là những cái vết bụi đá người ta quẹt quẹt gì nè, nó bị ám vàng tí rồi bụi đá đóng, cây này tình trạng là chưa qua sử dụng luôn. Rồi cây này giao lưu với anh em là 750, mã số 11. Vỏ cây này cực kỳ dày, do đó họ mới khắc được như vậy nè, vỏ cây này cực kỳ dày luôn, cứ ngắt
Rồi tiếp theo mã số 12 là một cây tình trạng đẹp luôn. Cờ rơm phải xước trơn, đơn giản, không qua văn, không qua màu mè gì hết. Một cây rất đẹp. Một cây này độ đẹp của nó khoảng chừng như một cây mới 99%. Nói chung là khoảng 99-98% thôi. Có dấu phẩy nhẹ chỗ này là anh em cho nó mắc khách 2 điểm đi, 98%. Dấu phẩy này bị cắn phẩy. Rồi, cây này được sản xuất năm 1995, 15 mã. Ồ. Âm hay. Âm hay nha. Không lớn nhưng mà nó thanh. Ồ. Yes, âm hay. Ruột thì có xước. Rồi cái này một mờ. Một mờ này có thể là một này là một này thường thường là 9299 đổi 9293. Một mờ không thấy một nha. Rồi cái này giao lưu với anh em là 770. Âm hay. 770 mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13, hôm nay chỉ có một cây clip am, cây hầu quẹt quái duy nhất thôi. Một cây được làm bằng đồng, được sản xuất vào những năm những năm 80. Vào những năm 80. Cây này của Nhật sản xuất, một cây clip am. Emblem đồng xu của nó bị rơi ra. Em dán cái emblem đồng xu khác vào. Nhưng mà cũng nhìn đẹp nha. Rất là chắc nha. Tại vì em dán bằng cái keo mà dán hộp kia. À, của thợ kim quàng. Anh em bảo đảm anh em không bao giờ rơi rớt đâu. Cái này em chưa vệ sinh. Nó có đóng mám bụi nha. Bánh xe được cực kỳ bán xài sẵn đá. Rồi cái này giao lưu với anh em là 700.000. Mã số 13. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây nha. Chào tạm biệt mấy anh em. Hẹn gặp lại mấy anh em kỳ sau vào thứ 5 tuần này. 2 ngày nữa. Bye bye. Chúc anh em một buổi chiều nghỉ ngơi thật thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân. Bye bye.